Dạ hello, em xin chào nha. Em chào ông bà, cô chú và các bạn. Bây giờ là tháng 2 ấm áp rồi thì nhiều bạn, nhiều ông bà, cô chú đợi mình làm cái clip mà thay đất và bỏ phân cách nào để cho có hoa và đậu trái. Dạ em xin nói một chút xíu về cây mận. Hôm qua là em order của anh Xin Trần và em Mì ở Garland. Thì hôm qua này cây mận này có giá là 215. Còn nếu như các bạn order 2 cây thì 400, mà em nghe nhầm các bạn cho nên là em xin lỗi về cây mận hôm qua nha. Trước khi thay đất với bỏ phân cho cây thì mình phe một chút xíu mấy cái cây này cho các bạn xem nha. Đây là các bạn, cây của mình nhốt ở trong cara rất là lâu. Mà các bạn thấy mấy cái cây này bữa hổm nó không có gì hết trơn mà nó nóng rồi nó lạnh bất thường. Cha mình đang đóng những cái cây ở mé sau cho nên nó hơi ồn các bạn. Những cái cây này là hồi lúc trước mình đi xuống dưới cái nursery kia mua đó các bạn. Nó không có hoa, không có nụ gì chứ. Mà bữa nay các bạn ơi, nó đẹp gì đâu, nó vui dễ sợ. Mình mua cái này là ở dưới chỗ Bob Nursery đó các bạn. Cái thành phố kia xa lắm. Bạn em Mì với Lisa với chị Vena chở mình đi. Còn cái cây này nè, quá trời luôn. Hôm nay nó ra nụ, mình sẽ bưng nó ra sân. Mình cho nó hóng gió, nó cho nó đi ra ngoài này nó chơi. Nghĩa là cái cây mận này là các bạn biết không, đáng lý ra là mình gỡ cái bịch này ra rồi. Nhưng mà cây mận thì nó rất là sợ lạnh. Mình tưởng đâu mùa lạnh rồi á là tưởng nó chết hơn rồi đó các bạn. Thì mình lấy cái bọc này nè, cái bọc này nó rất là hầm nha, cái bịch này nó rất là hầm, thì mình cột ở dưới cái đít chậu á thì cái cây nó vẫn sống. Mình đem vô trong nhà rồi mình bỏ nó ở ngoài cara thì nó vẫn sống các bạn ơi. Coi lá ra bữa nay coi nè, quá trời quá đất, nó tốt luôn coi nè. Bởi vậy cho nên lúc trước mình nói với các bạn là cái cây nó có bị rụng lá đó thì các bạn đừng có giục. Cái này cây mận của mình coi nè các bạn, quá trời tốt luôn. Như cây mận này nó vẫn sống, lá nè nó vẫn ra tốt, thì nó khô thì mình cắt ngay chân chỗ này các bạn. Ngay cái khúc khô này mình bỏ nó, ngay cái khúc khô này nè mình cắt, mình bỏ nó đi, không sao hết trơn nè. Ngay chân chỗ này nè nó ra cái mục nữa nè các bạn thấy không, thì mình cắt ở trên cái đó đó. Chỗ này nó cũng nè, chỗ này nó cũng đang ra lá non mà ở trên đây nó khô nè các bạn thấy không. Thì mình cắt ngang cái này đó, mình bỏ nó đi, không sao hết trơn, nó gọn cái cây lại chứ không gì hết. Rồi còn cái cây tắc này là hồi năm rồi mình có ủ gác nhà bếp á, mình bỏ ở dưới đít chậu, mình chưa có thay đất bỏ phân gì hết trơn mà bà con xem nè, nó ra hoa nè các bạn. Mình chưa làm gì nó hết trơn luôn đó. Cái cây này mà gặp mình bỏ phân 13 vô nữa là giữ dằn nhiều, tốt lắm luôn. Tắc với chanh mình rụng lá thì nó sẽ ra hoa nha các bạn, cho nên các bạn đừng có lo. Thì qua cái cây tắc này cũng vậy nè, cây tắc này á tự nhiên nó đẹp dễ sợ mà nó cũng có một nhánh nó bị khô nè các bạn thấy không. Nhưng mà trồng cây mà gặp mấy cái trường hợp này là bình thường đó. Mình coi coi nó đi tới đâu rồi đó, nó xanh chỗ này thì mình cắt chỗ này. Đây mình cắt cái nhánh này, cắt bỏ nhánh khô này đi đó. Rồi cái này cũng vậy nè, khô mình cắt sát xuống đây. Ở đây này cũng vậy nữa nè, tự nhiên ở chỗ này nó có màu xanh mà ở đây cái nó có màu nâu rồi nè, cắt bỏ luôn đó. Cái này cũng vậy, rẽ xong cái nó hết lá vàng á thì nó sẽ đẹp ra thôi. Trồng cây á giống như là trái nó đẹp á, cái mình muốn để mình ngắm không à, mình để ngắm mà tới nỗi nó rụng xuống đây nè các bạn, ở dưới cái chậu coi nè. Nè để mình quay xuống cái chậu nè các bạn, nó rụng xuống cái chậu bao nhiêu đó đó, mà hồi nãy mình ăn bớt rồi đó mà nó còn trong đó nữa. Để trong gara nó bị cũng khô nước dữ rồi. Mà mấy cái cây này ngộ lắm, thà khô nước nó sống chứ còn ngập nước thì nó cũng chết ngắt. Còn cái cây chanh dây này nè mình mua cũng ở dưới nursery Bobwell nha các bạn cưng ơi. Nó được ba trái, nó rụng hết trái rồi đó. Để hồi mình ăn thử nó ngon không. Bữa hổm mình mua thì người chủ bán nói là nó ngọt nha các bạn. Giống này là giống của Việt Nam luôn. Hồi lúc trước mình có nhưng mà giống của Mỹ nó không có giống Việt Nam á. Mình ăn không có quen cho nên mình ăn không được. Cho nên năm nay mình sẽ mua cái giống của Việt Nam. Rồi sẵn đây phải ăn chút xíu luôn. Cây bưởi Biên Hòa của mình nó có ba trái mà bây giờ trời lạnh nó rụng còn có một trái à. Uổng dễ sợ luôn rồi các bạn. Nè. Nè.
Bởi vì cho nên hồi xưa đó chị Benna nói đúng đó, nói mùa đông này mà có trái cũng không đậu đâu, nhưng mà có trái nó vui. Thì mình quay ở trong greenhouse một chút xíu cho bà con xem nữa. Để cái greenhouse hôm nay mình không có quay. Các bạn thấy không, cái bưởi rồi nè. Ở trong đây nó hơi tối nè, mình dỡ cái cửa ra rồi mà nó cũng còn hơi tối, mình quay mình khoe chút xíu. Tốt, dễ sợ các bạn ơi, cái này là bỏ ở ngoài cái greenhouse nhỏ xíu của mình nè. Mình còn nhiều cây táo tàu mình chưa xuống nữa, cái này là táo tàu nè. Đó. Cái cưng à. Hai trái bưởi chà bá lửa luôn. Còn cây tắc ở trong đây cây nè, bỏ đại ở trong đây nè. Nguyên một mùa lạnh luôn. Cây này hồi đó mình mua nó nhỏ xíu và siêu à. Bây giờ bỏ vô đây mùa lạnh nó vẫn ra trái bình thường các bạn ơi. Cái cây này mình chắc cũng mình cũng phải đem ra mình hái trái rồi mình bỏ phân, bỏ đất cho nó nè. Tốt dễ sợ luôn. Để mình ăn thử con trái coi. Cái trái này sao mà nó ủa nó tròn hả bà con? Ủa cái trái này tròn nha, mình có cái trái tắc này hồi xưa mình mua nó nhỏ xíu mình không nghĩ nó tròn. Ôi mình ăn thử coi nó ngọt không? Mua nhiều quá vậy không nhớ. Mấy cái cây kia nó chua ngọt, còn cái cây này ngọt xớt luôn các bạn. Ngon quá. Vui quá. Mình cứ bẻ cây tắc ở ngoài mình ăn không à. Bữa hổm có mấy bạn hỏi chị ơi, chị đi quay mà chị có cây tắc nào ngọt, thiệt ngọt không? Mà mình đâu có ăn cái cây này đâu. Mình thấy nó đẹp quá, mình ăn mấy cái cây ở trong không nó chua ngọt. Còn cái cây này là đặc biệt, nó ngọt xớt luôn các bạn. Mà trái nó tròn chứ nó không có dài nha. Đẹp quá. Đất này bữa hổm mua 50 bao mà giờ mình xài bữa nay còn có nhiêu đây nè. Thì hôm nay là thời tiết rất là đẹp. Mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ với các bạn là thay đất bỏ phân vô cho cây hoa rất là nhiều và đậu trái nha các bạn. Rồi hôm nay mình thay đất cho chậu cây trong vườn nhà mình là đất 0505. Ở trong đây thành phần là phân bò với cây và lá cây. Họ đã ủ một rồi họ sẽ bán cho mình đem về trồng cây. Với lại là cái phân 13-13 mình thường xuyên chia sẻ với bà con đó. Rồi bây giờ mình làm nha. Chậu mà trồng cây thì luôn lúc nào ở trong cái chậu nó cũng có lỗ đục sẵn nha các bạn. Cái này là mé trong. Đây còn mé ngoài nè, đục lỗ theo cái dòng này. Đây, mình quay cho các bạn thấy. Những cái chậu này hôm nào mình sẽ đi review cho các bạn đi mua về trồng với mình nè. Cái chậu này nó có 8 đồng thôi các bạn. Mùa đông đó các bạn lấy bịch ni lông này các bạn chùm lại ở dưới cái chậu cây á. Rồi nó đủ ấm, tại vì cái cây mận á mình trồng á mình thấy là mận nó sợ lạnh lắm các bạn ơi. Nếu các bạn không giữ nó kỹ nó dễ chết lắm. Ở chỗ xứ lạnh. Cho nên mình chùm nó lại giờ nó ra lá quá trời. Tại vì cây mận này là cây mận Ấn Độ cho nên mình rất là thương nó lắm. Cái bọc này nó giúp cho cây tại nó hàn nó nóng lắm. Nè. Cái nói chung ra là những cái cây mà mình trồng ở trong chậu thì đa số người ta bán là người ta đục đổ sẵn cho mình hết trơn nha. Đây, đất 0505. Đổ xuống dưới luôn. Lớp. Rồi, mình đổ xuống dưới lớp xong rồi. Mình cầm một nắm phân 13 thôi nha các bạn, nắm nhỏ gì đây thôi. Mình rải xuống dưới. Đó. Rồi. Giờ mình đem cây mận qua. Cây này nó cũng rất cao rồi nè. Cây này nó đã rễ nó đã chắc rồi các bạn ơi. Cây mận này rễ nó cũng nhiều, mình thấy cái đất này nó có ok. Rồi cái phần này mình thấy nó cũng ok hả? Nó cũng chắc nè, nó cũng tốt. Rồi ở dưới cái đít chậu của mình đất nó cũng còn tốt cho nên là mình bỏ vô luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ đất 13 vô một cái nữa. Mình sẽ lùa xung quanh hết. Lần thứ hai
hốc, một nấm nhỏ gì đây nè, mình rưới xung quanh cái miệng chậu, đừng có tưới vô, mình đừng có bỏ gần cái gốc nữa các bạn, mình bỏ xung quanh cái miệng chậu nha. Rồi mình sẽ bỏ đất lên một lần nữa, cái này nó ủ ba cái cây với ba cái lá tốt lắm các bạn ơi. Rồi mình sẽ đè ở ngoài cái miệng chậu đây nè, cái đất nó cứng xuống nha, mình cũng không có đè ở trong cái gốc mà mình đè ở ngoài thôi, xung quanh cái miệng chậu cứng cái cây. Cái bước cuối cùng các bạn bỏ thêm một lần nữa nha, cũng như cây nào các bạn cũng làm như vậy đi thì hoa nó sẽ ra và đậu trái rất là nhiều nha các bạn. Khu vườn của mình trồng thì đa số là mình dùng cho cái đất này với cái phân này nha các bạn. Cái phân 13 nó không sale là nó 25 đồng, còn nó sale là nhầm khi trong qua mạc rồi đó, nó ưa sale chỉ có 10 đồng, mười mấy đồng, nhầm khi có mấy đồng cũng không chừng nữa, tùy theo lúc nó sale. Rồi mình thay đất bỏ phân cho nó xong rồi, những cái lá vàng này nè các bạn, mình bẻ mình bỏ hết nha. Nha. Mình bẻ mình bỏ hết đi. Cho cái tược mới nó ra nó sẽ ra bông nữa các bạn. Rồi bây giờ mình thay đất bỏ phân xong rồi mình tưới nước cho nó nha. Mùa này tháng 2 rồi cho nên là trời cũng ấm lại rồi, cho nên là thay đất rồi bón phân rồi tưới cho nó hơi đẫm nha các bạn. Nước đẫm giống như mình mách với mọi người đó, là giống như là cái cây mà nó đang có hoa gì đây nè các bạn, thì các bạn tưới, các bạn đừng có lấy cái vòi này đó, các bạn xịt thẳng vô cái hoa nó sẽ rụng hết nha. Các bạn tưới xuống cái gốc nó thôi, hướng dưới cái gốc, nhưng mà tưới nhẹ nhẹ thôi đó, tưới nhẹ thì nhẹ thôi, thì phần trăm trái nó đậu nhiều hơn là các bạn mà cầm cái vòi mình xịt ào ào bông nó sẽ rụng hết. Tưới thì sao mà cho nước nó chảy xuống dưới cái sàn là được rồi các bạn nè, ở trong cái chậu mà nó chảy xuống gì đó được rồi, rồi đó nó sẽ há, nó gì đây là nó ok rồi đó, nó chảy xuống đất gì đây là nó ok rồi. Clip của em chia sẻ đến đây em xin dừng, em cảm ơn ông bà cô chú và các bạn đã xem video của em, đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ ông bà cô chú và các bạn. Thank you, bye bye.